Hello, xin chào anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Bình Chánh Nguyễn Thành Vũ nha. Anh chị ơi, hôm nay Vũ giới thiệu cho anh chị một cái khu dân cư mà bên Thành Vũ đang xây dựng nha. Ở đây có 3 căn đã hoàn thiện và còn 5 căn đang trong quá trình xây dựng nha cô chú anh chị. Đó, với diện tích ngang 5m, dài 22m và vị trí gần trục đường Đinh Đức Thiện. Từ đây đi ra Đinh Đức Thiện anh chị chỉ khoảng 200m thôi, gần chợ Bình Chánh nha. À, đi lên các quận như quận Bình Tân, Tân Bình chỉ khoảng 15-20 phút nha anh chị. Đó, rồi với một cái căn nhà, 3 căn nhà với thiết kế theo kiểu máy hợp hiện đại nha. Và ở trên đó thì được làm những cái đường viền uốn liệu lượng đầy đủ cho anh chị luôn. Gần trục đường đến Đức Thiện ra 200m thôi anh chị. Đó, như hai căn ngày xưa Thành Vũ có bán anh chị. Đó, đã bán rồi, giờ khách về ở rồi ha. Ở đây có số nhà đầy đủ cho cô chú anh chị luôn. Đó, à, đường trước nhà ô tô 4-7 chỗ vô được luôn. Và trong sân, đậu trong sân được luôn nha anh chị. Và đây khoảng sân nhà mình đây. Với hai bên thì được cổng, được làm cắt CNC cho cô chú anh chị rồi. Và bên đây tường được ốp lát gạch full tới trần luôn. Đó, mặt dựng của căn nhà thì được ốp lát gạch bóng kính nha, 800x800 màu nâu nha cô chú anh chị. Đó, và phong cách nhà được thiết kế đồng điệu với nhau, cùng phong cách với nhau nha anh chị ha. Rồi tiếp theo nè thì mình có thêm một cái không gian phòng khách bên trong với diện tích nhà ngang 5m nha. Thì với phòng khách rất là rộng nha anh chị, và căn nhà mình là một căn nhà hướng chính bắc nha anh chị ha, pháp lý sổ hồng riêng hoàn toàn. Đó, vách tivi được làm đầy đủ cho cô chú anh chị rồi. Đó, một hệ tủ tivi ở dưới nha, ở trên thì hệ vách nha anh chị. Bên phía sau đây thì kệ vách sofa nha. Đó, những cái lan sóng và những cái PVC giả đá luôn. Bên trên thì trần lão phong thạch cao, có đèn chùm cho anh chị ha. À, cửa nhà mình thì dùng cửa hệ kính cường lực 4 cánh nha anh chị, và có những cái khung bảo vệ cho mình luôn. Đó, về không cần làm thêm cái gì nữa. Và phía sau đây chính là cái không gian cầu thang đá hoa cương trắng đen và cầu thang lan can tài bình gỗ kính cường lực. Dưới đây thì có cái tủ dưới chân cầu thang luôn anh chị, một hệ tủ dưới chân cầu thang nha. Đó, đèn led đèn đầy đủ cho anh chị luôn. Rồi, phía bên đây á thì không gian bếp nhà mình đây, một hệ bếp đầy đủ công năng luôn. Đó, tủ bếp dưới, tủ bếp trên nha. Ở dưới đây á thì giả gỗ nha, trên thì bếp trắng nha anh chị, và một cái đá bếp màu trắng luôn. Trên đó thì có đèn chùm cho mình, có quạt luôn nha, có tính năng quạt luôn, và không thể thiếu bất kỳ không gian nào hết trơn á. Tận dụng mọi tối đa không gian thì mình làm luôn một cái quách hệ tủ với chân cầu thang này luôn nha anh chị ha. Rồi, bên đây nè thì mình làm PVC cho mình luôn, cầu thang không gian bếp làm PVC luôn nha anh chị. Và không thể những thế, mình có thêm một cái không gian phòng ngủ dưới chân dưới tầng trệt luôn anh chị. Đây, không gian phòng ngủ cũng rộng rãi luôn, trên trần lão phong thạch cao rồi, có hệ cửa sổ cho cô chú anh chị luôn. Và phía sau đây á thì mình có thêm một cái không gian giếng trời. Đây, một cái không gian sân sau giếng trời nha, có làm khung mái che cho anh chị rồi. Cửa đây dùng hệ cửa kính cường lực luôn. Và phía sau đây á thì mình không có không gian nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đang trong quá trình lắp ráp thiết bị nha anh chị. Đó, bây giờ cô chú anh chị cùng Thành Vũ nhìn lại tầng trệt của căn nhà, sau đó mình lên lầu khám phá những không gian tiếp theo nha. Đây, không gian cầu thang của căn nhà đây, và tiếp theo chính là cái không gian phòng ngủ ở giữa nhà nha anh chị. Một không gian phòng ngủ rất là rộng luôn. Dây ống đồng máy lạnh đã làm sẵn cho mình rồi, trên trần lão phong thạch cao có luôn một cái cửa sổ thông ra ngoài cầu thang luôn anh chị. Và ở đây dùng hệ cửa kính cường lực màu nha. Phía sau đây á, thì mình có thêm một cái phòng ngủ ngay phía sau đây anh chị. Đây, một hệ phòng ngủ đây, và có luôn cửa sổ thông ra phía sau luôn, và có luôn nhà vệ sinh bên trong luôn nha. Căn phòng ngủ cuối cùng này thì mình có nhà vệ sinh luôn. Nhà vệ sinh thì cũng gạch ốp lát phun tới trần, và thiết bị vệ sinh thì đang trong quá trình lắp nha anh chị. Và có thêm luôn một cái nhà vệ sinh bên ngoài cho anh chị luôn. Đây, nhà vệ sinh ngoài dùng chung cho cái phòng ở giữa đây anh chị. Đây, cũng đầy đủ công năng như vậy, thiết bị vệ sinh cũng đang trong quá trình lắp luôn ha. Rồi, tiếp theo nè anh chị, thì mình có thêm một cái phòng ngủ phía trước, hoặc là phòng thờ đều được. Phòng này thì nó bự hơn hai phòng kia ha, được xây full diện tích 5, bên trên trần lão phong thạch cao rồi ha. Và bên đây á, thì mình cũng có luôn một cái cửa 4 cánh luôn, cửa thông ra ngoài ban công nha anh chị. Cửa thông ra ngoài ban công này thì cái lan can được làm CNC, các CNC nha, sơn màu đen luôn. Cô chú anh chị nhìn xung quanh cảnh quan, và sau đó cùng Thành Vũ tổng hợp thông tin và báo giá căn nhà này nha. Anh chị ơi, một căn nhà với diện tích ngang 5m và dài 22m, gần khu công nghiệp Cầu Tràm, gần trục đường Đinh Đức Thiện nha. Với dãy nhà là hướng bắc nha cô chú anh chị, nguyên dãy luôn. Đó, và pháp lý là sổ hồng riêng hoàn toàn, đất full thổ cư 100%, tường móng thì cột riêng hết nha cô chú anh chị yên tâm. Đó, căn nhà mình á thì với giá là 2.450.000.000, giá trên giá full hoàn toàn, còn thương lượng bất lọc chính chủ cho cô chú anh chị nữa ha. Đó, anh chị nào quan tâm thì nhớ gọi số hotline cho Thành Vũ nha. Thành Vũ xin chào và hẹn gặp lại anh chị vào những video kế tiếp.